Chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cái dòng Ford Everest. Đây là dòng 7 chỗ hoàn toàn mới của Ford, và phiên bản này là phiên bản màu bạc. Vâng, đây là cái bản cao cấp nhất sử dụng cái công nghệ rất là mới, hoàn toàn mới của Ford Việt Nam. Cái động cơ thì trang bị động cơ 2.0 và cho công suất của nó lên tới là 213 mã lực. Vâng, 213 mã lực rất là khỏe, khỏe hơn so với lại cái dòng đời cũ 3.2, phiên bản cũ chỉ có 200, nhưng thằng này nó 2.0, dung tích xi lanh nhỏ hơn nhưng mà cho công suất của nó sẽ to hơn. À, cái phiên bản hai cầu ấy thì cái mang cá sẽ có hiển thị chữ Biturbo, để so với lại cái bản một cầu, đây là bản hai cầu thì là chữ mang cá đây, chữ Biturbo là từ bản để phân biệt, còn ngoài ra thì cũng không có gì để phân biệt cả. Đây là cái la răng của cái dòng hai cầu của nó sẽ là 20 inch, số lốp là 265/50R20. Ngoài ra xi nhan thì sẽ tích hợp ở trên gương và có gáo gương để được mở chrome. Cái nút này là nút cảm biến này, chìa khóa thông minh, khi mình có sử dụng cái chìa khóa đeo trên người, mình bấm vào đây để mở cửa, khóa cửa, và trong đây sẽ là mở cửa. Và Ford rất là thông minh, trang này sẽ trang bị cái chìa khóa thông minh smart key, nó là stop top, và cái cảm biến thông minh này. Hiện nay thì tôi đang quay cho các bạn, đây là cái phiên bản Ford Everest, dòng 7 chỗ hoàn toàn mới nhất của Ford Việt Nam, và đây là cái phiên bản 4 VKD bản hai cầu, rất là nhiều thông minh, công nghệ hoàn toàn là thông minh. Đây là phiên bản màu bạc. Hiện tại thì chúng tôi đang bán với cái giá là 1.399.000.000, đây là cái phiên bản cao nhất, 1.399.000.000. Đây là cái phiên bản màu bạc nhé, các bạn, đây là phiên bản màu bạc hai cầu. Vâng, tôi cũng quay cho các bạn về cái màu ngoại thất thôi. Thực ra thì là về cái chi tiết thì mời các bạn xem trên trang tiếp BigVN của chúng tôi, và tại thì đây là màu ngoại thất cho các bạn xem. Đây là phần đầu xe này, phần đầu xe của thực tế cũng hoàn toàn mới, có cái dài đèn led chạy ban ngày ở dưới cái cụm đèn. Đầu xe Ford Everest 2018 màu bạc, bản giá cao cấp nhất hiện tại, cái giá của nó là 1.399.000.000. Vâng, các bạn mua xe có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi theo số 0902 157666. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.